chúc Tết. Mẹ nói là hai người mình làm sao chùa các con không chứ? 80 năm mới live stream một lần. Bây giờ thì hai đứa mình cũng đã già rồi. Lo được các con. Lo được các con mình lúc vừa mà còn trẻ hả? Giờ biết là còn trẻ còn vô uống trà đi. Hồi lúc chưa biết ly trà là uống làm sao. Bây giờ chứ thôi. Giờ biết trà làm sao rồi. Có nghĩa là chứng tỏ cho biết là mình đã già rồi. Giờ chỉ có uống trà giải khát và nói chuyện. Chứ bây giờ hết uống nước mía rồi như hết rồi. Già nuôi mấy đứa con sao? Kể cho nghe đi. Kể cho mẹ nghe. Tụi tôi uống nữa. Tôi điệu chết luôn. Sao? Giờ nuôi mấy đứa con sao? Giờ là tất cả là các con là con trai là đi về chùa Nam hết rồi đúng không? Chỉ là đẻ được nữa rồi đúng không? Con của Phật thì trả cho Phật thôi chứ bây giờ biết sao? Bây giờ là chỉ có là mà mấy cô thôi là đây con gái. Giờ là chỉ còn lại là mấy cô thôi. Mang mấy cô bây giờ phụ tính nhận nữa không? Bây giờ mày về bệnh viện Từ Dũ mày xin. Nhận nữa không? Bây giờ bệnh viện Từ Dũ bỏ quá trời kia kìa. Trời cho sợ quá. Bây giờ nuôi nghĩ tới nuôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ tới nuôi liền giờ thì giống như là con mọn vậy đó. Bà ngoại để con mọn. Không nuôi nổi nữa. Bây giờ cũng tới tuổi rồi. Tới tuổi bây giờ con thích có em nữa không? Mong sao đừng dạ. Có trẻ em bỏ rơi nữa. Mong sao không? Thì có mong sao trẻ em đừng bỏ rơi. Mà không mong cũng không được nữa. Cũng phải bỏ thôi. Chứ giờ sao? Dạ, đang ngồi nói chuyện đó. Thì đó, nay có người mừng tuổi. Còn đó là mấy em hết rồi. Dạ, giờ còn mấy đứa nữa. Hỏi con đi Dung. Còn 4-5 đứa gì nữa đó. Mình đưa 500 đi được rồi. Đâu có biết xài tiền đâu đây. Đem cô khăn để dành đi mà mua đi sách vở. Dạ, kêu hết mấy chị vô đây. Để mua sách vở đi học. Phụ giúp mẹ với phụ. Sao giờ phụ sao? Người ta nói rồi giờ Phi Dung giàu lắm rồi. Có 2-3 cái nhà hàng chay. Bây giờ là không có nuôi những cái trẻ mồ côi trong chùa nữa. Đó bây giờ ta đồn vậy đó. Buồn lắm phụ ơi. Giờ nói là hỏi, không còn nuôi mấy trong chùa nữa. Rồi con thu mà không nuôi sao được trời. Nó và ba gọi nó lên rồi. Nó và ba gọi lên.